trình diễn tại chỗ cho anh em coi một cặp lo này. Bây giờ cái đây anh em tạm thời bỏ qua đúng không? Mình thì cũng không rành lo lắm nha, nhưng mà nói chung mình cũng có hay xem thêm. Ví dụ như cái lo này nè, đang lận rồi nha. Anh em để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thôi nha. Ví dụ như cái lo này nè, đầu tiên mình thấy là ba đường tiếng là bình thường đúng không? Tần số là 35 tới 20 ngàn hẹn, công suất 50W cũng bình thường luôn. Nhưng mà cái chỗ đây này mình đáng lưu ý nè, 2,5W, 96 dB, độ nhạy là 96 dB trên 1 mét, dB nào trên mét. Như vậy là cái lo đây là cái độ nhạy nó tốt nhất nha, cao nhất nha, ở cái công suất là 2,5W. Ok chưa? Công suất là 2,5W là những âm ly mà nhỏ xíu, âm ly đèn rồi nha. Nhưng mà cái đây này 96 dB này, tại vì cái anh em chơi audio là kinh nghiệm là cái độ nhạy là 90 dB trở lên được coi là độ nhạy cao đúng không? Là tới 96 luôn này. Ok chưa? 96 dB là nói chung rất cao rồi, đúng không? 96 dB mà. Rồi cái đây là ok, nãy mình nghi, mình thấy cái này là mình nghi rồi. Cái lo này 2,5W ở 96 dB. Như vậy thì cái lo này nó ghi là 50-70, nhưng mà thực ra ý là nó chơi được những cái âm ly, ví dụ như âm ly đèn rồi anh em, độ nhạy cao quá, trở kháng 4 ohm nha. Đó, cái công suất 2,5W thì nó 96 dB này, độ nhạy của nó. Nó chơi được những âm ly nhỏ, công suất nhỏ. Thì mình đoán như vậy, bây giờ mình mở cái cũ lo ra y như vậy luôn anh em thấy không? Cũ nó nè. Cũ nó mấy này nó phải khác biệt chứ đúng không? Đây nè. Mình thấy nó ghi là Scandinavia. Gọi là cái này của Đan Mạch rồi đúng không? Châu Âu của Đan Mạch. Scandinavia. Ok chưa? Cái con này mình mở ra rờ chỗ đây là móng ngựa này nha. Cái con mít này là móng ngựa này, con móng ngựa. Ok chưa? Và cặp này là anh em đáng chơi nha, bán 16. Cái này là gân vai tấm dầu. Rồi xong. Ok nha anh em, đó mình demo thử một cặp thôi nha.